Đồ Cố Điền kính chào quý vị. Hôm nay là mùng 8 tháng 6 năm 2016 và trên hình ảnh quý vị đang xem là chiếc tủ chè đặc sắc chúng tôi đang đưa lên ô tô để chuẩn bị chuyển về Thanh Miện, Hải Dương. Một khách hàng rất là quý mến đã đến xem hàng và anh mang xe đến đánh thẳng về luôn. Và chiếc tủ chè này chúng tôi đã giới thiệu nhiều lần và hôm nay chỉ lướt qua thôi. Anh lật lên cho em cả. Hôm nay đúng là ngày mưa gió và chúng tôi đang cắt ni lông để chùm kín. Đấy, chiếc tủ chè mang cái tủ chè cánh cong và lèo là mai điểu và bệ là tứ linh, long linh vi phượng. Và cái cánh là được khảm ốc đặc sắc với bảy sắc cầu vồng, nhưng mà hiện nay đứng ở cái chỗ này nó cũng không lên được màu lắm. Màu sắc ở đây thì rất là đẹp nhưng mà đây chắc chỉ lên được một chút màu thôi. Đây, và đường nét thì vô cùng tinh xảo. Lướt qua sơ bộ tí nữa thôi để khoe với quý vị một chút thôi. Tôi hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Và đây chúng tôi đang quay phía trước khu B, bên kia là khu A chúng tôi.